mà là sau đây, còn đây là hạch văn sữa nè các bạn ơi. Tiến tiến thèn thì sáng như hôm nay á các bạn, mình với lại bò sữa cùng đi qua vườn để làm ẩm thực cho các bạn xem nha. Thì sáng ngày hôm nay mình mua được 2 kg chân gà gút xưa các bạn, cho nên mình quyết định mình sẽ làm cái món là chân gà sốt ớt Hàn Quốc siêu cay các bạn ơi. À, bò sữa sáng sớm thì bò sữa ta chưa có ăn gì hết đó các bạn, chị ta cũng khá là đói bụng luôn rồi. Xi thì sức khỏe cũng đỡ đảo hơn xíu rồi các bạn ơi. Bò sữa trời ơi, thằng gắn nó y chang mình luôn các bạn ơi, cũng thưa y chang nhau. Thì sáng ngày hôm nay bây giờ mình sẽ đi làm cái món chân gà gút xương sốt ớt Hàn Quốc siêu cay để cùng ăn với là bò sữa nè. Bim Bim hiện hồi chắc sẽ đứng dòm thôi các bạn ơi, nó sẽ ăn cái món khác nha, tại vì cái món này Bim Bim cực kỳ ghét luôn á các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi làm heo và sữa cưng cưng ha. Bây giờ mình sẽ đi làm nha các bạn. Và nếu các bạn nào thấy clip ngày hôm nay mình hay, nhớ để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình có thật là nhiều động lực để cố gắng nữa nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi làm thôi. Bò sữa vui, bò sữa bữa nay có ăn nữa rồi, thấy bò sữa bữa nào mà mình đi quay clip là nó vui lắm các bạn ơi. Hê trời ơi, đã có lửa bây giờ mình sẽ bắt chảo lên nha các bạn, mình sẽ cho nước vào. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi hái xả nha. Đây, cái bụi xả cha mình mới trồng, nó mới lú được mấy cây nè. Bây giờ mình sẽ hái vài tép để bỏ vô nước cho nó thơm. Ây da. Hi. Hi. Ú rồi, xong luôn. Còn lấy cái cùi các bạn ơi. Giờ mình sẽ bẻ thêm cái nữa. Sau một thời gian giật giả mình cũng đã hái được xả rồi các bạn ơi, hái xong nhìn hết muốn ăn luôn. Thôi bây giờ mình sẽ đem vô rửa nha, quan trọng là cái lá nha các bạn, chứ nhiều quá có đầu hái nhiều thôi. Thèn thèn các bạn ơi, đây là 2 kg chân gà gút xương của mình này nha. Cái này là mình mua người ta đã làm sẵn rồi các bạn, bây giờ mình bỏ vô thau, khá là nặng luôn á. Thì số xả là sớm mình mới vừa hái nè, còn đây là lá chanh nha các bạn. Mình bỏ vô cái nước luộc chân gà cho nó thơm nha, và nó khử mùi nữa. Bây giờ mình sẽ đem đi luộc thôi. Cho lá xả vô, tiếp đến là lá chanh, cuối cùng là chân gà. Ây dồ. Đây các bạn ơi, chân gà của mình sau khoảng thời gian luộc thì nó cũng đã chín rồi nè. Giờ mình sẽ vớt ra nha. Wow. Vớt ra mình bỏ vào thau nước lạnh cho chân gà của mình nó giòn nha. Hồi sớm mình có đập mấy cục đá vô đây mà nó tan hết rồi các bạn ơi. Trời ơi, bò sữa ngủ đỏ chiếc mắt luôn rồi các bạn. Lúc nào đi theo mình quay clip bên giường nó cũng nằm nó chờ mình, nó ngủ vậy nè các bạn ơi. Trời ơi, bò sữa ngủ đi cưng không?
thán thàn. Bây giờ mình sẽ lấy cái chảo hồi xóm luộc chân gà nha các bạn. Mình sẽ cho một xíu dầu ăn vào. Mình sẽ cho tỏi hành vô. Ô lộn, tỏi vô. Xào đều. Đây là tương ớt Hàn Quốc nha các bạn. Cho nước vào. Mình sẽ cho vào đây là một xíu muối, một xíu đường, thật là nhiều đường, một xíu mục ngọt, tương ớt Việt Nam. Trời ơi bà cụng, cho ăn hả bà cụng? Anh bà sữa không rồi? Bà sữa ơi, bà sữa hỏi mê ngủ kìa các bạn ơi. Sữa Hà Lan này con, mê ngủ rồi. Cuối cùng thì cái món chân gà xó đớt Hàn Quốc siêu cay của mình cũng đã xong rồi các bạn ơi. Làm từ hồi sáng tới giờ, bây giờ là 10 giờ mấy rồi, 11 giờ luôn các bạn ơi. Ở đây mình có chuẩn bị chai nước ngọt nè, hai chị em mình sẽ uống chung nha các bạn. Rồi sớm thì mình tính là con bò sổ nó lại chơi, mình chuẩn bị cho nó cái ghế để nó leo bên ngồi. Ai về nó còn mê ngủ quá các bạn ơi. Đến hồi mình rủ một bò cụng lại nha. Giờ sẽ khui nước uống theo bim bim thối nha. Bim bim khát nước rồi nè các bạn. Khui. Lấy cố tiểu dịch dịch. Đây, ly nước cố tiểu dịch dịch nè. Uống đi bim bim. Nó khát nước lắm rồi các bạn ơi. Đợi chờ mình sớm giờ nè. Uống miếng bim bim thôi. Bữa nay thì có hai chị em mình ăn rồi các bạn ơi. Cha mình á thì đi ruộng rồi. Còn cái món chân gà thì mẹ mình ăn không có được. Mẹ mình bị nhức đó các bạn. Không ăn thịt gà với đồ phong được đó. Mỗi lần mẹ mình ăn gà là mẹ mình bị nhức mỏi nè. Trời ơi chị ta phái rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi cái chuyện này. Được rồi bim bim à. Để đây đi. Bà cụng lên ghế ngồi nè con. Đây bữa nay mình cho thành viên, thành viên xuất hiện nha các bạn. Ôi anh ta anh bự quá các bạn ơi. Lên. Ủa đã vô bim bim. Thấy phái rồi. Ê ngồi đi con. Lâu lắm rồi bà cụng không có ngồi ghế luôn á các bạn. Từ hồi mà một tháng mấy rồi chứ. Anh ta bự luôn rồi nè các bạn ơi. Bữa nay ngồi ghế chơi nha con. Nhưng mà cụng bim bim đừng có giận mà. Bữa nay cho bà cụng chơi với. Thôi bà cụng. Nè bà cụng uống nước không? Có uống nước không con? Nè bà cụng uống nước đi. Ồ chị ta uống nước kìa. Rồi bim bim đừng có giận mà. Bim bim đừng có giận nha cục vàng. Đừng có giận ha. Bà cụng mới đi chơi chị cho ăn ha. Để mình rửa tay cái nha các bạn. Hay dạo này bò cụng lớn rồi các bạn ơi, ngồi là mình thấy nó rồi nghe. Các bạn có thấy bò cụng không ta? Bò cụng thấy thương quá các bạn ơi, lâu lắm rồi không ngồi ghế nữa. À bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món chân gà sốt ớt Hàn Quốc siêu cay nha bim bim. Nè con uống miếng nước nữa đi nè. Bim bim bữa nay cũng hơi khá là giận hờn tại vì có sự xuất hiện của bò cụng á. Thèm ơi bò cụng thèm ơi phải không? Bim bim thương em nghe chưa? Ơi qua trời ơi bà cụng kìa. Đây mời các bạn một miếng chân gà sốt ớt siêu cay Hàn Quốc chứ mình nha. Bà cụng ăn không con? Ê bim trời ơi nó giận mình các bạn ơi. Nè bim bim ăn không? Thôi 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 để tôi cho chị ăn xúc xích nè. Các bạn thông cảm chờ đợi mình xíu nha. Cái con bim bim lúc nào mà có sự xuất hiện của bà cụng là nó cạnh anh đó các bạn. Đợi chỉ xíu nha bà cụng. Đợi 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 cho anh bim bim ăn cái nghe rồi hồi cho con cái chân gà luôn nha. Nè đợi 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 chị xíu.
Nè Bim Bim, nè, đừng có giận. Nè, ăn đi mà. Nè Bim, nó giận hờn vu vơ đó các bạn ơi. Bim nè. Trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi. Đừng có giận hờn vu vơ. Chờ chị chút nha con. Ừ. Thế qua đây nè Uyên. Lúc nào có giận hờn vu vơ là sao? Nè. Nè, đừng có giận hờn nè. Đó. Giận giận ăn ăn à. Nè con. Ừ, cậu ăn đi con. Đó. Rồi Bim uống miếng nước nè. Chị tay. Ôi cái con này. Mày giận tao dữ quá hả Bim Bim? Con tiểu tử dịch này. Nè, đó, tao đẩy mày qua bên đây đó, mày ngồi cho mày vừa lòng mày đi. Đó. Sẽ thưởng thức trước các bạn ơi. Ừ, hồi mình sẽ cho bà cụm ăn nha. Mời các bạn cái chân gà nè. À, Trời ơi. Nó giòn sụt sụt luôn các bạn ơi. Nó sốt thì mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay. Ngon đi. Nè, như lời đã hứa bây giờ cho con một cái nha. Trời ơi cái lông vịt bò sữa nó lại tới rồi các bạn ơi. Nè bà cụm, nè đi đẩy ghế cho em xích vô nè. Ăn đi con. Đó. Dạ. Rồi bà cụm ăn đi. Đây con. Bim Bim không có được cạnh anh nào. Bữa nay có bà cụm vui ha. Bim Bim đừng có cạnh anh mà. Ở đâu rồi ta? Mấy chân nãy mình mới quất đâu rồi các bạn. Đây nè, mời các bạn nha. Ê bà cụm, ăn cái giò đó đi con. Gà. Nè con ơi. Không biết ăn các bạn ơi. Mày đừng có giận mà Bim. Nè mấy chị mèo ơi. Nè bà cụng nó không có biết ăn chân gà rồi các bạn ơi. Cho con cái cây xúc xích á. Mèo méo mèo 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 nè, cho bà mèo méo mèo 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 ơi. Nè. Ăn đi con, ăn đi mèo. Mèo dưới chân mình các bạn. Mời các bạn uống miếng nước với mình nha. Quá phê. Quá đã. Nè Bim. Mà cũng khát nước phải không? Nè, uống nước đi con. Không uống luôn các bạn ơi. Vậy bà cũng gì vậy hả? Bà cũng nó quê mùa quá, cái món này mà nó không biết ăn. Bim Bim nó giận hờn. Bữa nào mà thấy mình ăn chân gà hay là mình dẫn cái bà cụm lên là nó giận hờn vu vơ. Tại vì hai cái này nó ghét dữ lắm. Mời bạn nha. Chân gà rút xương hả bạn? Ăn nó đã miệng đâu á. Rất là dai luôn nha. Đực lắm á đi. Không hiểu sao. Ủa? Bà sữa? Nó nằm dưới chân mình nè các bạn ơi. Bà cũng không ăn cho em bà sữa nha. Cho bà sữa luôn các bạn ơi. Ăn không? Có ăn không? Trời ơi, nè. Cái đồ quê mùa. Ăn đi con. Trời ơi, anh mèo. Mèo, bà sữa nè. Nè, bà sữa với mèo. Nè, hai đứa chia sớt đi. Trời ơi, bà cũng không xuống ghế luôn rồi. Bà con. Bà cũng phóng ghế luôn rồi các bạn ơi. Thôi dưới luôn đi mày. Tiểu dịch dịch nè, hồi nãy nó giận hờn. Buồn quá các bạn ơi, sao tất cả mình mới nhận ra là chỉ có Bim Bim là người trung thành nhất với mình các bạn. Về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa. Đừng giận chị nữa nha Bim. Thôi hai chị em mình vô cái nói lại tình xưa nè. 1, 2, 3, vô mời Bim Bim. Vô mời Bim Bim uống nước ngọt.
Trời đất quỷ thần. Ô. Dính nhai nước đá kìa. Cái gà này ngon lắm các bạn ơi. Nó có cái sụn á. Rồi tới giờ chỉ mò kìa. Rồi được rồi bà chị. Bà chị ơi. Đây. Được rồi. Chị uống quá trời chị uống rồi các bạn. Sao tất cả chỉ còn Bim Bim ở đây với mình thôi. Bò cụng nó xuống luôn rồi. Giờ còn hai chị em mình quất nha. Bim Bim coi chị ăn nha. Mời các bạn nha. Cứng. Cứng gần giờ. Cái răng của mình đó các bạn bị đau á, bị sưng răng á, cho nên là ăn được có một bên nè, ăn miếng salad vô. Dễ bên chân gà này mà có tóc xài thì cũng ngon lắm các bạn ơi. Nè ăn không nó hơi ngán nè. Thấy có chua chua vô anh. Cái này thì nó mặn. Ngọt cay. Mình làm chín nữa nha. Nắng lên rồi các bạn ơi. Hôm nay mình uống nước ăn nhau ăn. Nước này ngon thiệt chứ. Cái chân gà rút xương này các bạn, mình ăn rất là tiện lợi luôn nha. Mình không có cần phải bóc tay nè. Mình ăn nó cũng nhanh hơn nữa. Ăn được trọn vị luôn, vừa có gân vừa có da. Ngon sực sực. Chị mèo này cho chị rồi mà chị còn la lối nữa là sao. Mời bạn nha. Mèo này đúng là hư hỏng. Đây. Phải có cha của mình ở nhà rủ cha ăn các bạn. Có mình à. Ăn hơi buồn á. Trước kia thì mình quay một mình với lại tiểu Bim Bim quen các bạn. Rồi đi quay chung với anh hai chị Hèn cũng một thời gian dài á, cũng một năm rồi. Cũng quen rồi, bây giờ quen mình với lại tiểu Bim Bim á hơi buồn các bạn ơi. Bị quay ngược về thời gian hay Bim Bim ha. Nhưng mà sao tất cả chỉ có Bim Bim là trung thành nhất của ta thôi. Sắp tới sinh nhật của Bim Bim rồi thì phải, đúng không? Phải không Bim? Trời đất ơi. Sinh nhật của Bim Bim là tháng 5 phải không ta? Đúng không Bim Bim thôi. Ê đừng 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 Bim Bim. Cái định quốc cái thằng bò cụng các bạn ơi. Cái thằng điếm thúi ăn rồi bỏ chạy á. Bim Bim, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Bim. 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 Bim à. Bim. Bim à. Bim. Rồi biệt tích giang hồ luôn. Sao tất cả mình mới nhận ra là chỉ có Bim Bim là người trung thành nhất với mình các bạn. Ta hận. Sao tất cả rồi bây giờ cuối cùng chỉ còn có mình ơn rồi các bạn ơi. Khá là buồn rầu luôn á. Bò sữa lại đi con. Xúc xích nè. Hơn quá còn một cây xúc xích để quyến rũ bò sữa các bạn ơi. Mình sẽ kiếm đứa quay chung với mình. Bò sữa xúc xích này con chơi. Con chơi ơi. Xúc xích. Xúc xích. Trời đất ơi, thấy chưa các bạn ơi. Các bạn thấy sự quyền lực có cây xúc xích chưa nào. À, trời ơi, hồi nãy mày bỏ tao rồi. Bây giờ mày lại vì cây xúc xích thôi sao. Trời ơi, bà cụng điếm thúi này. Bà sữa, lên đây cơ. Lên đây quay clip với chị nè bà sữa. Đứa nào quay clip với chị sẽ thưởng cho một cây xúc xích. Trời ơi, thôi nè mày. Hối hận mượn màng rồi. Bà sữa, quay không. Lên đây nè. Thằng nào leo lên ghế ngồi trước tao cho. Nè, lên ghế ngồi đây tao cho nè. Đứa nào lên ghế ngồi tao cho xúc xích. Nè lên lên bà cụng. Nè bà sữa leo lên nào. Lên con. Đây đây.
bà sửa nè. Thôi mày, mày hết có vé rồi bà cụ. Bà cụ, bà sửa, để đi chơi con. Sau tất cả thì có bà sữa nữa nghe các bạn. Thôi mình cho nó ăn cây xúc xích. Nè, ta thấy trời, trời ơi trời đất ơi. Nè con. Thôi bạo lực. Ê chơi chơi cho bà con bà sữa với. Bà con chơi cho bà sữa với. Trời ơi. Dạ thấy bạn, các bạn thấy cây xúc xích của mình nó quyền lực không? Mèo mèo qua còn chút chiếu nè. Trời đất ơi, ăn hết xúc xích rồi. Bà con, ê bước xuống con trai, bước xuống nào. Thôi đừng có hôn tao. Bước xuống. Rồi xong luôn các bạn ơi, khá là buồn gầu luôn á. Nói chứ bữa nay cái mâm chân gà khá là ngon luôn các bạn ơi. Nhưng mà cái này chân gà cút xương á, là mình ăn có vài cái là mình no luôn rồi các bạn. Nãy là tay mình bóc chó rồi, là mình không có đụng vô tới gà nha. Mình lấy cái đũa này mình bóc đi. Giờ này cũng xa nhà hết nước rửa tay luôn các bạn. Mình cuốn cái cuối cùng mình cũng nghỉ luôn. Buồn gầu quá. Tụi nói gì miếng ăn mà mới ở lại với mình thôi, tất cả đều lợi dụng mình. Buồn hối ruột các bạn ơi. Có ăn thì tụi nó tới, hết ăn tụi nó bỏ mình đi. Đúng là đồ chó mà. Mời bạn nha. Buồn quá các bạn ơi. Hôm nay thì cái này là mình làm tới 2kg chân gà rút xương rồi đó các bạn. Thì thường thường á, nếu mà chân gà nguyên á thì mình nghĩ là 1kg á, là mà mình rút ra là chắc còn khoảng mấy trăm gram. Tại vì bỏ xương ra, tại cái xương nó cũng nặng các bạn. Hôm nay thì mình mua tới 2kg rồi. Nếu mà chân gà nguyên thì mình nghĩ là tầm khoảng 3kg mấy lần á. Nếu là chân gà nguyên mà chưa rút xương nha các bạn. Thì hôm nay mình làm nguyên cái mâm này để mình định rủ cha mình, nhưng mà cha mình đi ruộng chưa về nữa. Mình ăn một bên với lại mình để cho chừa cha mình một bên nha. Tại vì nếu mà mình lấy ra nữa thì nó còn ít sẹo rồi, quay cho các bạn không có thấy hấp dẫn. Nhưng mình ăn có bên đây à. Bên đây mình sẽ chừa cho cha mình nha. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay của mình và Tiểu Biêu Biêu nè, mấy chú cuốn ở nhà mình đó các bạn. Mặc dù là tụi nó đối xử rất là tệ bạc với mình nha, khá là buồn các bạn ơi. Và nếu các bạn nào yêu quý mình, nhớ để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình có thật là nhiều động lực để cố gắng nữa nha các bạn. Bây giờ bye bye. Ồ, cha vậy.